ở về nhỏ giờ sẽ được sáng tỏ. Và khi màn đêm buông xuống, có một bóng đèn hiu hắt, có một người đang cặp cùi học bài vì tương lai ngày mai, và vì một người con gái không một ai chê bai vì mình là trai tài gái sắc. Ê, có lớp trưởng có chuyện gì không nhóc? Tối thứ bảy tuần này bà có bận cái gì không? Cũng không biết nữa, có gì không nè? Tôi có hai tấm vé được người ta cho free, nếu bà rảnh thì cùng đi sao hả? Tính tốt quá ha, có ý đồ gì không vợ? Không có gì hết mà phải quyết định vậy nha, đúng 7 giờ tối không gặp không về. Chạy chung.